Vâng, xin chào các bác nhé. Vì hàng em thì cũng không còn đáng bao nhiêu đấy, thì chắc em lên video khoảng tầm 3 hôm nữa thôi các bác là hết hàng. Thì phải đợi lô tới về thì em sẽ lên trực tiếp các bác nhé. Thì có thông cảm bởi vì tối hôm nay thì em quay video chụp lượt cơm thôi. Các bác nào có nhu cầu mua cái nồi nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 0382 860 468. Tất cả mặt hàng ship toàn quốc nhé. Đấy, ngoài nước cơm thì bên em có cả bếp từ đơn, hàng mới 100%, đồ chiên không dầu với lọc không khí thì hàng là đẹp các bác nhá. Đấy, đồ chiên không dầu với lọc không khí thì em không lấy cái hàng xô, nên là hàng của em hàng tuyển thì giá nó có cao hơn một chút các bác nhá, nhưng được cái là nó zin tất cả từ phổi đến gồm nước chắc, hoặc là cái đồ chiên không dầu thì bên trong thì quay rất đẹp các bác. Cái đồ chiên không dầu em chỉ còn là hai cái nồi cảm ứng thôi. Đấy, nồi cảm ứng thì các bác đã có nhu cầu mua thì liên hệ Zalo thì em quay trực tiếp trên Zalo cho các bác nhé. Đấy, rồi trên không dầu thì báo các bác là cảm ứng mà đẹp thì là 1,8 triệu nhé. Bây giờ em sẽ lên cho các bác nồi cơm. Em sẽ lên cho các bác nồi cơm nhé. Quay video mời mã cho các bác. Mã đầu tiên được lên bác là Toshiba này. Cái này về thì các bác đánh sạch cho em nhé, đánh sạch cho em này. Đây nhá, ví dụ cái mặt thì các bác lấy bút đắt sắt các bác đánh, bút đắt sắt các bác đánh nhá. Đấy. Cái mặt thì các bác cứ lấy bút đắt sắt các bác đánh cho em, là nó sẽ sáng như thế này. Đấy. Cái này thì báo các bác là không có dây nguồn này, có móp này, có cân móp này, thành quách dơ. Cái này về thì các bác phải vệ sinh spa nhá. Cái này không có dây nguồn. Báo các bác là cái này thì nắp hơi cũng dùng tạm thôi, cũng dùng tạm thôi nhá. Còn nếu các bác thích thì các bác mua cái nắp hơi khác, bên em chỉ có nắp hơi này thôi nhá. Báo các bác tình trạng như vậy, hàng có sao bán vậy nhá. Còn riêng về phần giòn thì các bác yên tâm này. Riêng về phần giòn các bác yên tâm này. Đấy. Giòn rất mềm. Cái này thì các bác có thể mua nắp hơi với mua dây nguồn hay là các bác sử dụng nhá. Mua nó thôi, mua dây nguồn các bác sử dụng. Mấy cái này nó không có dây nguồn thì em không bao gì đâu các bác nhá, không bao gì. Nó thật các bác, nó chủ yếu là bán phụ kiện để bán lòng thôi. Lòng thì các bác yên tâm về lòng này, bao đẹp luôn. Lòng này nó tương đối đẹp các bác nhá. Đấy. Lòng này tương đối đẹp này. Cái này các bác nốt thoải mái. Thường thường cái lòng thì các bác đã biết bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà thôi thì cái này thì em bán cho các bác giá thì cũng hợp lý thôi nhá. Mã này mã số 121 này, 121 này bán cho bác cho 180k các bác nhá. Đấy, chủ yếu nó thật các bác, chủ yếu bán lòng, các bác đã xem cái lòng các bác biết rồi đấy, 180k mã 121. Mã 122 lên bác nồi Nationa này. Thành quách đây. Đấy, thành quách thì tương đối sáng sạch sẽ. Đáp 2006 công suất 1001 nhá. Mặt mũi đây qua này. Đấy. Có cấn này. Giòn này qua này. Giòn mềm này. Đấy. Lòng không đẹp các bác nhá. Lòng này thì không được đẹp. Cái lòng này các bác nấu trải nghiệm nhá. Đấy. Lòng này các bác nấu trải nghiệm này. Đây cái lòng này đây. Lòng này các bác nấu trải nghiệm, hoặc các bác nào không có điều kiện các bác mua nấu cũng được. Không ảnh hưởng đâu các bác nhé, không bao giờ ảnh hưởng được. Đấy. Nồi này thì bao thì đón bao cơm chín nhá. Mã này là mã 122. Nồi này bán được bao giờ bao nhiêu? Thôi. Bán nhanh cho bác ra 200k này. 200k các bác nhé. 122 200k. Các bác đã xem video thì nhớ cho em xin những nút like, những chia sẻ nhá. Và là đăng ký kênh nào ơi, em xin nút đăng ký kênh. Một hai ba lên bác là Hitachi này, lên bác là Hitachi này, thành quách này, đát 2017, hơi xước sát chút này, quá hơi cấn chút này, mặt mũi đây, con này cao tần áp suất các bác nhé, cao tần áp suất này, giòn này, mềm, nói chung giòn này các bác đã sử dụng rồi thì các bác biết nhé, riêng giòn này thì em cảm thấy an toàn nhất trong các loại giòn của Hitachi,
cái rong này là an toàn nhất các bác nhé, nào tương đối bóng này, tương đối ok này, đấy, tương đối ok các bác nhé, xong ca, là đến bán được bác giá là 300k cơ này, 1, 2, 3, 300k, chỉ có 300k thôi các bác nhé, lòng nốt thoải mái mà. Tiếp theo là đi Zero Sama này, nó này cao tuần đã xuất bi cầm thất nặng thành quách bằng nhựa này, không bể vỡ này, đát còn này 2017 công suất 1230W này, mặt mũi này, pin còn này, do này tương đối đạt này, mềm này, rất mềm luôn, đã xuất bi đây, lòng đấy con này, đẹp các bác nhá, lòng đẹp nhá. Nó này bán cho bác giá nhanh này 550k. Đấy, bán nhanh cho bác 550k. Nó thật các bác là rất rẻ đấy, bởi vì hàng em không còn mấy đâu. Giờ hầu như là xả để lấy vốn để về nó mới cho nó nhanh nhá. 1, 2, 4, 550k. Cuối like rồi các bạn, cuối lô rồi. Nên là xả nhanh để thu hồi vốn để lấy lô khác nhá. Một thoi năm này lên Duji Yoshi này, báo các cái nồi này nó bị vỡ cái này này, đấy, vỡ này, đấy, này như không lòng, nồi này thành quách thì ok này, chỗ này có mót một chút thôi, đấy, công suất 1105W, tát này 2017 nhá, mặt mũi bụi này vẫn chưa lau này, để lau qua chút nhá, đây mặt mũi đây, đấy, nồi này thì, nồi này không lòng thật các bác ạ, à đây, cái đít nó bị bể đây các bác này. Đít bị bẻ đây. Đấy. Đít bị bẻ nhá. Cái này thì cũng không đỡ được quay đâu. Báo các bác như vậy nhá. Rong này. Rong thì mềm thôi chứ không được đẹp. Cái nồi này bao điện đóm các bác nhá. Bao điện đóm các bác. Bao điện đóm rồi. Bao điện đóm bao tất cả các chức năng các bác nhá. Trong tình trạng này báo các bác rồi đấy. Nồi này bán được bao ra 150k. 150k. Mã này mã 125. 150k. 150k các bác nhé. Mã 126 là Panasonic vòng dài này, này có chế độ nó không cháy này. Thành quách đây. Đấy. Dơ này. Nó này đắt 2017 công suất 1200 dung tích/1 lít. Mặt mũi đây có xước chút nano, cái màu đỏ thì dễ rất dễ nhìn nhá. Sau này là van dài phun sương mù ẩm này. Rong mềm này, rất mềm luôn. Đấy, không được đẹp xuất sắc không? Dòng đây các bác nấu thoải mái dùng nha. Lòng đây các bác này. Lòng đây có hai vết chấm mút tiêu rất bé xíu này. Bao không bao giờ dính cơm nhé. Không bao giờ dính cơm. Đấy. Mã này là mã 126 này. 450k. 126 450k. Bán để chơi trôi các bác nhé. Bán để chơi trôi thôi. Một hai bảy lên Doji Yoshi tiếp các bác này, thành quách đây, có mót một chút xíu này, đấy còn sáng nhá, hơi giờ chút các bác vệ sinh, công suất 1105W, dung tích 1 lít, đắt còn này 2015 nhá, mặt mũi đây cũng có cấn một chút, cấn được cũ các bác ạ, nồi cũ qua vận chuyển không thể tránh khỏi đâu các bác nhá, rong đẹp là con này, rong bao đẹp luôn, rong đẹp các bác nhá, lòng đấy các bác này. Đấy, lòng thì lòng này nó không bóng các bác nhá. Nó với sức môi này, không chấm cám đâu, không chấm chóc nhá các bác nhá. Lòng này các bác sử dụng quá ok luôn. Chẳng qua nó không bóng được các bác nhá. Bởi vì Doji nó sẽ có loại nọ loại kia. Lòng loại nọ loại kia các bác nhá. Loại này thì dòng này nó không bóng. Đấy. Loại này thì thôi hôm nay bán nhanh thôi, xả các bác 127 này. 127 này này bán được bác ra 440k này. 127 440k nhá. Một hai tám lên bác nó sang như một quỷ này, báo các bác là các bác nếu cần thiết thì các bác thay quách khác, còn không các bác cứ để sử dụng nhá. Đấy, cái nồi này nếu các bác sử dụng thì em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng, thì chủ yếu là nấu với ủ cơm nhá, thì em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng cái nồi này. Nồi này thành quách đây, đắt 2003 này, nồi này 20 năm này, công suất 1200 này, chưa lau vệ sinh, thành quách đẹp này. Đấy, mặt mũi đây chưa vệ sinh, nồi này thì ngoài hình đẹp các bác nhá, quách nó xấu này.
Vòng mềm này con ạ, vòng mềm này, áp suất đi đây. Học tương đối sạch nhá, học tương đối sạch. Lòng son đây các bác này, đấy, lòng son này đẹp các bác nhá, lòng son này tương đối đẹp này, không chảy trâu đâu các bác, đây vết cào muôi nhá, đấy, vết muôi, son rất dày, bên ngoài rất sạch, riêng cái nồi thì bao xì các bác nhá, bao xì, các bác nào có thể thay quắc, các bác sử dụng hoặc không cần thay quắc được, nếu không cần thay quắc, các bác cứ điện cho em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng một cách nấu với ủ cơm nhá, đấy, mã này là mã 128 này, 128 thì nồi này bán được bác giá bao nhiêu đây? 570k này, bao xì luôn, riêng cái nồi này bao xì các bác nhá. Cái giá này nó thật các bác là giá lấy lô không nổi luôn, nhưng mà vẫn bao xì các bác. 570k. Tiếp theo là Panasonic van dài này, đời này cũng có chế độ nấu cơm cháy nhá, thành quanh tay. Đời này thì ngoại hình thì không được đẹp, không cấn ngót nhưng không được đẹp, đắt 2014, có sức nano các bác nhá, có sức nano này. Đấy. Bác nào không quan trọng hình thức hoặc các bác về bác lấy bát sắt các bác đánh sạch đi, chỉ các bác nên mua những nồi này để sử dụng. Cái dòng này nó cơm rất mềm dẻo nhá, giòn mềm này, đấy, giòn mềm này. Lòng đây các bác này, có chút muối tiêu này, đấy, lấm tấm rất bé, cái này không bao giờ dính cơm nhá, không bao giờ dính cơm. Đấy, bác nào không quan trọng lắm các bác nên mua nồi này. Nồi này thanh lý nhanh hôm nay, 129 300k chốt nhanh cho bác nhé, không thể rẻ hơn đâu. 130 lên bác một dung inoxi rồi này, dung tích 1.8 này. Đấy, nó này thành quách đây, có mốt một chút chỗ này, các bác về nắm vệ sinh lại nhá. Báo các bác này, cái nồi này bị nứt này, đây bị nứt này, đấy, một chỗ nứt nhá, mặt mũi đây. Cái này nó cao tần thì cái nứt không quan trọng các bác nhé, không ảnh hưởng được chất lượng cơm. Do này bao đẹp này, rong bao đẹp này. Đấy. Đây các bác này, báo các bác nước cho này nhá, nước các bác tháo ra hàn lại được để các bác sử dụng, còn không được thôi được nhá. Đấy các bác nhìn vết nước chưa? Đấy, nước nhá các bác nhá, báo luôn các bác là nước nhá. Đấy các bác tháo ra thì các bác hàn lại, còn không thì các bác cứ để vậy sử dụng được, bởi vì là nồi cao tần nó không ảnh hưởng nhá. Đây lòng lo lòng xong được tương đối đâu, có vết này các bác này. Đấy, có vết chảy một chút này. Đấy, chảy đi các bác nhá. Cái nồi này thì bán được bác đã bao nhiêu? Bao tất cả các chức năng bao không chín 600k các bác nhé, 600k mã 130 600k 130 600k. Đấy, trục lực cơm đã lên xong, các bác nào có nhu cầu mua cái đồ nào liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo nhá, 0382 860 468. Tất cả hàng trên toàn quốc và có cọc. Các bác đang xem video, có yêu mến kênh YouTube của Trường Gia Ban, các bác em xin thật nhiều những nút like và chia sẻ nhá. Các bác nào chưa đăng ký kênh là ơn cho xin nút đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất nhiều. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tới nhé. Cảm ơn các bác.